Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Hôm nay một ca sĩ sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện ở tại Hà Tĩnh. Mời quý vị hướng về màn hình. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Tôi là Hoa Trần, ca sĩ. Và ngày hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn về một nhân vật mà tôi đã được biết tới qua một lần đi diễn tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là anh Phan Thanh Tân. Mặc dù anh Tân vẫn còn rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng anh vô cùng giàu lòng nhân ái. Và chính bản thân mình, chính bằng con người mình, bằng sức lao động nhỏ bé của mình, anh đã chung tay bằng những việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ánh mắt khờ dại và dáng đi không vững của con trai đã khiến anh Tân đau đáu suốt cả chục năm trời. Từ một chàng trai mạnh khỏe, chỉ sau một vụ tai nạn, Toàn, con trai anh đã trở thành người tàn tật, đi điều trị khắp nơi mà không khỏi. Tiền bạc trong nhà cứ dần cạn đi theo từng đợt điều trị cho con. Ở hoàn cảnh gia đình thì trong nhà có 6 người, trong đó có nuôi một mẹ già 86 tuổi, rồi hai đứa con thì bị tàn tật, rồi trong gia đình thì hầu như là chỉ đồng tiền thu nhập chính là anh Tân. Không chỉ là lao động chính nuôi cả gia đình, anh Tân còn gần như là người duy nhất chăm sóc được cho con trai, bởi em rất dễ cáu gắt, đập phá đồ hay vô cớ đánh người. Hàng ngày, anh Tân phải dìu con tập đi, vệ sinh cá nhân, nấu ăn cơm cho con như chăm một đứa trẻ. Là một người đã làm mẹ và có con, Hoa Trần hoàn toàn hiểu và thông cảm, thực sự là chia sẻ với hoàn cảnh của anh Tân khi hàng ngày phải chứng kiến đứa con của mình bị đau đớn và giày vò về thể xác vì bệnh tật. Mà thực sự trong cái lúc đó mình không thể làm gì được. Chăm vợ con bệnh tật, chăm mẹ già, chăm cháu nhỏ vừa chập chững biết đi, thật nhiều những gánh nặng đè lên vai một trụ cột trong gia đình. Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng anh vẫn nghĩ tới những mảnh đời bất hạnh khác, vẫn cần mẫn làm công việc mà tôi nghe nhiều người gọi là ăn cơm nhà, vác tù bà hàng tổng. Dù là gia đình đồng chí cũng rất là gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng chí là hết sức tích cực gương mẫu để ủng hộ những gia đình khác cũng gặp khó khăn hoàn toàn như gia đình đồng chí. Những bằng khen, giấy khen, huy chương anh Tân nhận được suốt những năm tháng công tác dường như là một ghi nhận biểu dương những thành tích cố gắng của anh trong suốt quá trình làm việc. Tổ chức nhiều cái hoạt động để như vậy là vận động cả nhân dân, cả cái doanh nghiệp, cả nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, để rồi như vậy hỗ trợ các cái hoàn cảnh gia đình, các cái đối tượng khó khăn, tàn tật, người già yếu hơn nước thời. Nhiều nội dung hoạt động hết sức thiết thực. Tuy nhiên như vậy nhưng mà hoàn cảnh thì gia đình hết sức khó khăn. Trên con đường làm, dù ngày mưa hay ngày nắng, anh Tân vẫn chăm chỉ đi tới thăm hỏi các gia đình gặp khó khăn, động viên họ vươn lên thoát nghèo và kêu gọi tài trợ giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi nhắc về anh Tân thì bà con làng xóm đã kể cho Trần nghe rất là nhiều các câu chuyện và những hành động quyên góp từ thiện mà anh Tân đã làm để ủng hộ cho những người có hoàn cảnh như mình. Ông Tân qua thăm hỏi là người nghèo, người già 84 tuổi, người cán bộ mà dặn gì lắm. Ông thăm hỏi, để ông qua lại động viên bà. Cho đi là nhận lại, bởi suy nghĩ như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh Tân vẫn lạc quan và mở lòng với mọi người. Dù cuộc sống của chính gia đình anh đang ngày một khó khăn hơn. Thực sự đồng cảm và khâm phục cho hoàn cảnh của anh Tân, Hoa Trần mong muốn là thông qua chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, mình có thể giúp đỡ được phần nào đó hoàn cảnh cho anh Tân, để cho anh có tiền chi phí chữa trị cho con trai mình, và anh có thể tiếp tục đóng góp những cái hành động nhỏ bé và thiết thực của mình vì những người nghèo, để cuộc sống này có nhiều yêu thương hơn. Và với Hoa Trần, anh Tân hoàn toàn xứng đáng. Đó là câu chuyện ngày hôm nay mà quý vị vừa nghe ca sĩ Hoa Trần kể. Chắc chắn là chúng ta đang lo lắng hôm nay Hoa Trần sẽ tham gia trò chơi thế nào để đem đến số tiền bao nhiêu dành cho Tân quý vị nhé. Một tràng pháo tay chào đón Hoa Trần. Chào em. Chào anh. Rất hay.
một câu chuyện kể tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ha. Dạ vâng ạ. Ừ, nghe xong câu chuyện ai cũng rất là gọi là khắc khoải, vâng. Thương cho cái số phận của anh Tân. Và ngày hôm nay thì Hoa Trần sẽ trả lời những câu hỏi của chương trình để kiếm số tiền càng cao càng tốt. Dạ vâng. Bạn thấy sao? Cảm giác bây giờ thế nào? Cảm thấy hồi hộp lắm, không biết là có cố gắng được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà em nghĩ rằng là em sẽ cố gắng hết sức mình. Cố gắng hết sức mình, bởi vì trong chương trình ngày hôm nay, Quỳ Linh, Hoa Trần và tất cả khán giả đang có mặt nơi đây, không ai biết đáp án là gì. Chúng ta cùng nhau phân tích để tìm ra đáp án càng sớm càng tốt. Hoa Trần đã sẵn sàng? Em sẵn sàng. Tất cả đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu Vì Bạn Xứng Đáng. Cái bây giờ thì Hoa Trần sẽ trải qua 5 vòng chơi khác nhau với các mệnh giá khác nhau. Vòng chơi đầu tiên là 10 triệu đồng, thứ hai 15, thứ ba 20, thứ tư 25 và thứ năm là 30 triệu đồng. Tổng cộng hiện nay chương trình trao cho Hoa Trần là 100 triệu. Nếu như bạn chốt đúng, trả lời đúng thì số tiền sẽ có 100 triệu luôn. Mà khó, bởi vì kiến thức là vô hạn, thành ra mình cũng đừng áp lực gì cả. Quan trọng là chúng ta thoải mái lên để chúng ta có thể vận dụng tất cả những gì mà kiến thức chúng ta học, đã nghe, đã nhìn để trả lời câu hỏi. Bắt đầu. Vòng 1, Vì Bạn Xứng Đáng mệnh giá 10 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai? Một gợi ý tặng. Mở. Diễn viên. Trong lĩnh vực nghệ thuật chắc chắn bạn sẽ rất biết rất nhiều diễn viên, nhưng không biết là trong nước hay ngoài nước. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại, bạn phải mua. Mỗi gợi ý sẽ mất một mệnh giá khác nhau, thấp nhất là 50.000 đồng, cao nhất là 3 triệu. May mắn chúng ta sẽ chọn được con số thấp, không may chúng ta chọn số cao. Chọn đi Hoa Trần, số mấy? Em chọn số 9. Mở số 9. Không biết mệnh giá trong số 9 là bao nhiêu. Mở. Mệnh giá là 1.750.000 đồng. Mua được gì? Nghệ sĩ ưu tú. Là trong nước rồi. Trong nước rồi. Khỏe ha. Này là mình có thể biết rất nhiều tên tuổi đây. Vâng. Mua tiếp. Số 4 ạ. Mở số 4. Bởi vì chúng ta chỉ biết đặc điểm. Vâng. Hoặc là nơi ở chúng ta có thể biết nghệ sĩ là ai. Vâng. Mệnh giá số 4 là 200.000 đồng, mừng quá ha. Mua được gì? Mở. Nghệ sĩ ưu tú hai kịch. Hai kịch thì bạn biết ai là nghệ sĩ ưu tú? Xuân Bắc. Xuân Bắc ở Hà Nội. Và... ở trong Nam bạn có biết ai là nghệ sĩ ưu tú không? Ở trong Nam em anh Thành Lộc là nhân dân rồi anh. Thành Lộc không phải là nghệ sĩ hài kịch. À đúng rồi. Hài kịch chúng ta nói về những nghệ sĩ thí dụ như Hoài Linh nè. À đúng rồi, anh Hoài Linh là nghệ sĩ ưu tú. ABCD thí dụ thế. Vâng. Mua tiếp một gợi ý nữa để xem đặc điểm của nghệ sĩ là gì. Số 3. Số 3, mở. Nghệ sĩ ưu tú mà về phía hài kịch nha, tức là hay diễn hài đó. Dạ. Mệnh giá số 3 là 50.000 đồng. Có đáp án luôn nha. Mở. Gửi là gì đây? Cho tôi biết đặc điểm thôi. Trong Nam, ngoài Bắc. Nhà hát kịch Việt Nam. Nhà hát kịch Việt Nam từ ngoài Bắc rồi. Đúng rồi. Ai? Anh Xuân Bắc. Nếu mà tin thì tự tin thì cứ chốt. Thế đi. Ngoài Xuân Bắc hài kịch ra còn ai nữa? Thí dụ như là cô Đẩu chẳng hạn. Thí dụ như là cô Đẩu Công Lý cũng là nghệ sĩ ưu tú đúng không? À đúng rồi. Vinh Dung nghệ sĩ ưu tú đúng không? Minh Hằng nghệ sĩ ưu tú không? Nhưng mà quan trọng là nhà hát kịch Việt Nam kìa. Nhà hát kịch Việt Nam đúng rồi. Là ở đâu? Là ai? Nhà hát kịch Việt Nam. Bởi vì nhiều khi em vô tâm, em không chú ý vị trí công tác của mọi người ấy. Ừ. Thế ra em vô tâm thôi, nhưng em nghĩ rằng anh Xuân Bắc. Hay anh Công Lý nhỉ? Anh Lý ơi.
anh Lý ở đâu ơi. Đây anh Lý ơi, anh Bắc ơi, cô Dung ơi, anh Dung ơi, chị Dung ơi. Anh Lý ơi, em chỉ băn khoăn giữa anh Lý và anh Xuân Bắc. Chúng ta mua hay là chốt? Chúng ta chỉ có 5 giây thôi, quyết định. 5, em 4, hèn lắm, em 3, mua thêm. Mua thêm hả? Vâng. Số mấy? Số 1 ạ. Mở. Mệnh giá số 1 là 2 triệu đồng. Chốt hồi nãy đi, không chịu chốt. 2 triệu mua được gì? Mở. Nam Tàu. Trời ơi, chốt rồi. Chốt đi, còn ai nữa? Chốt anh Xuân Bắc. Đúng rồi. Em xin lỗi Bắc. Ủa, xin lỗi Bắc sao? Phải xin lỗi. Em xin lỗi anh Tân. Không xin lỗi ai hết. Xin mà lỗi xin lỗi em. Tự mình thôi. Nhưng mà em muốn chắc ý. Nhiều khi nhỡ đâu, vì em vô tâm em không để ý lắm đến cái nơi công tác của mọi người. À vậy à? Vâng, em chốt. Chốt gì? Xuân Bắc, nghệ sĩ ưu tú. Xuân Bắc. 3, 2, 1. Chốt. Xuân Bắc. Để xem. Nếu như chúng ta xem gặp gỡ cuối năm, chúng ta xem Táo Quân, thì chúng ta chắc chắn sẽ biết Nam Tàu. Vâng. À. Xuân Bắc đúng hay sai? Mở đáp án. Có lẽ giờ đây mọi người cũng đã nhận ra đó là ai. Xuân Bắc. Nhớ nha, Xuân Bắc là nhà hát kịch Việt Nam, là phó giám đốc nhà hát. Chúng ta xem như gợi ý còn lại. 1976, Bì Béo, Phú Thọ, MC, Ơn Giời, Cầu Đây Rồi. Những cái dữ liệu cũng rất quen thuộc của chúng ta. Vâng. Mình xem số tiền của Hoa Trần có được là bao nhiêu. Khi mới đến đây, trong tài khoản của chương trình, Hoa Trần có 0 đồng. Kết thúc vòng 1, bạn có số tiền là 6 triệu. Đó. Số tròn. Mình chốt trên kia là đỡ mất 2 triệu rồi. Không sao. Bởi vì bạn cũng vì nhân vật trong chương trình, vì anh Tân mà bạn chốt cho nó chắc ăn. Vâng. Sợ nó mất đi số tiền còn lại đúng không? Vâng. Bây giờ cho tôi kết nối với hiện trường. Xin chào. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và xin chào ca sĩ Hoa Trần. Hôm nay thì Thanh Vân có dịp được đến với Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, một nơi rất là đẹp và thơ mộng. Và đây cũng là nơi mà nhân vật thụ hưởng, đó là gia đình nhà anh Tân đang sinh sống. Trước mặt nhà anh Tân là một dòng sông rất là đẹp. Và lúc này tất cả mọi người đang có mặt tại phía bên ngoài của căn nhà anh Tân. Và anh Tân cùng với gia đình của mình thì đang ở trong nhà. Và chỉ một chút nữa thôi thì tất cả chúng tôi sẽ cùng vào và gây bất ngờ cho anh cùng với một món quà mà ca sĩ Hoa Trần sẽ giành được sau 5 vòng thi. Có thể thấy là không khí ngày hôm nay rất là vui đúng không ạ? Vòng thi đầu tiên đã trải qua thành công và chúng ta sẽ có một khởi đầu khá là tốt như thế rồi. Thì hãy giữ vững phong độ này và cố gắng thi thật tốt ở 4 vòng thi còn lại chị nhé. Bây giờ thì hãy cùng lắng nghe lời chúc của mọi người dành cho chị ạ. Chúng ta sẽ cùng đồng thanh là chị Hoa Trần cố lên ạ. Dạ vâng ạ. 1, 2, 3. Chị Hoa Trần cố lên. Cảm ơn, chút xíu mình gặp lại nha. Ngay bây giờ thì Hoa Trần sẽ tiếp tục vòng 2 vì bạn xứng đáng. Vòng 2 mệnh giá là 15 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Hỏi 3 cái dấu hỏi là hỏi rất nhiều vấn đề. Chúng ta có gợi ý được tặng. Mở. Vật dụng. Tất cả vật dụng. Bút viết, dao, kéo, ABCD nhiều quá. Có 9 gợi ý còn lại, chúng ta phải mua. Mở. Thấp nhất là 50.000, cao nhất là 4.500.000 đồng. Đây là những giá trị, con số tương ứng với từ 1 đến 9. Chọn đi Hoa Trần. Em chọn số 1. Mở số 1. Hay à, bao nhiêu tiền đây? Mệnh giá là 50. Cảm ơn mọi người nha. Giảm bớt một gánh nặng. Nhẹ nhàng, 50.000 mua được gì? Nhiều màu sắc. Vật dụng rất nhiều màu sắc. Quá nhiều. Mua tiếp. Chắc chắn chưa bao giờ chúng ta đã tìm ra được. Em mua số 8. Mở số 8. Mở đi. Mệnh giá số 8 là 300.000 đồng.
cười rất là tươi. Em càng tươi tươi thì số tiền càng thấp, bởi cái máy nó cảm tình với em rồi đấy. 300.000 đồng mua được gì? Mở. Nhựa cứng. Nó là nhựa có nhiều màu sắc. Vật dụng. Nó là vật dụng. Em có tưởng tượng ra cái gì chưa? Vật dụng. Em tưởng tượng một cái đồ chơi hình cái đồ chơi hả? Tung qua tung lại này. À. Thôi rồi. Nếu nhiều màu sắc là giống cái cầu vồng. Có chơi cái gì mà nó bằng nhựa mà có nhiều màu sắc không? Có anh, cái cầu vồng ngày xưa của trẻ con cứ tung bên này, tung bên này, tung bên này, nó nhiều màu sắc, nó bằng nhựa cứng. Kiểu cục aerobic, cục gì đó? Cục gì đó? Cupid. À, cục gì Rubik á? Vâng. Rubik. Dặn qua nhà lại cũng nhiều màu sắc. Vâng. Ví dụ như thế. Vâng. Ừ. Vật dụng gì đây? Khóa quá. Số 6 ạ. Số 6 mở. Nghĩ đi, trong đầu mình nghĩ tiếp tục đi bạn. Chúng ta cứ liên tục suy nghĩ. Mệnh giá số 6 là bao nhiêu? Mình đừng có quan tâm con số. Vâng. Mình quan tâm suy nghĩ xem cái đó là gì. Vâng. Mệnh giá số 6 là 600.000 đồng ha. Vâng. Cười rất tươi. Cười càng tươi số tiền càng thấp. Nhựa cứng nhiều màu sắc là gì? Mở gỉ. Xốp. Mình cứ đoán thôi. Nữa. Ngoài shop. Cái đó còn cái gì mà xốp nữa? Xốp. À. Vật dụng nhựa cứng mà nó xốp. Ừ. Nhựa cứng mà lại còn xốp được. Ừ. Wow, tăng độ khó cho game rồi. Không hình dung được cái vật dụng gì mà lại nhựa cứng mà còn xốp nữa. Tìm em số 5. Mua số 5 hả? Vâng. Mở số 5. Cái gì đây? Mọi người suy nghĩ giùm Hoa Trần nhá. Mệnh giá số 5 là gì? 2.650.000 đồng. Bởi vì số nhỏ mở hết rồi. Đúng rồi. Kiểu gì cũng ra số to. Bây giờ tới số to đó. Mau mau trả lời đi. Không là nó xuống tới 4.500.000 nữa đó. 2.650.000 đồng mua được gì? Mở. Cái này là để làm gì? Bảo vệ. Mũ bảo hiểm. Đúng, chính xác. Nó đó. Đó, em chốt. Bởi vì trong cái nhựa cứng đó nó có cái xốp để ở trong mình. Đầu bảo vệ đầu. Đúng rồi. Và nó có thể có nhiều màu sắc, đen trắng xanh vàng đỏ nhiều lắm. Rồi. Một cái vật dụng mà chúng ta không thể thiếu khi tham gia giao thông. Chốt. Em chốt. Thua chịu. Vâng. Đúng không? Vâng. Đúng rồi, thua. Đúng. Em chịu. Thua em chịu. Sợ gì ai? Vâng. Chốt. Nhưng không thua được. Không thể thua được. Mà có thua thì không thể thắng được. Sao quy quyết định của bạn? Em chốt. Chốt. Vâng. Chốt là gì? Chốt là đập tay là mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm. Chốt đập tay mũ bảo hiểm. Mạnh mẽ thế nào? Vâng, mạnh mẽ mà. Bạn nhắm nó khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nhắm nó rơi vào khoảng tầm 95%. Ừ. 5% kệ anh Linh. Chốt đi. Chốt. Chốt là gì? Mũ bảo hiểm. 3 2 1 chốt. Như vậy là Hoa Trần đã chốt mũ bảo hiểm, không thể thay đổi. Đáp án đúng hay sai? Và bây giờ chúng ta sẽ mời quý vị nghỉ giải lao vài phút. Chào đón quý vị trở lại với Vì Bạn Xứng Đáng. Hoa Trần đã chốt mũ bảo hiểm, mạnh mẽ lắm. Nhưng đáp án thế nào? Hồi hộp chờ đợi. Mở. Hay da. Phải không ta? Bà có lo không? Lo chứ. Lo không? Quá. Hồi hộp không? Hồi hộp. Phải mũ bảo hiểm không? Đúng rồi. Đúng rồi hả? Yeah. Mà em không nghĩ ra được cái món gì ngoài cái mũ bảo hiểm là vừa cứng được vừa xốp nữa. Cái gì đấy? Mũ bảo hiểm chính xác hay là nón bảo hiểm? Rất là quyết liệt. Vâng. Chúng ta xem những gợi ý còn lại. Quay.
15 tháng 12 năm 2007 đầu an toàn giao thông bắt buộc đội để xem 15 tháng 12 là ngày an toàn hay là ngày thế nào. Tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 12 năm 2007 bắt đầu bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe gắn máy trên mọi tuyến đường. Mình xem số tiền có được bao nhiêu. Vâng. Đấy. Kết thúc vòng 1, Hoa Trần có 6 triệu đồng. Cộng với vòng 2, Hoa Trần có số tiền. Trời ơi. Tôi mong nó có 20 triệu mà chưa được. 17 triệu 400 ngàn đồng thôi. Không sao. Không sao. Mới có 2 vòng chơi thôi. Vâng. Nhưng mà cái chốt mạo hiểm là hơi bị hay đấy. Vâng. Hơi bị quyết liệt đấy. Trời. Chúng ta tiếp tục thôi. Vâng. Vòng 3, vì bạn xứng đáng. Bắt đầu. 20 triệu đồng. Chúng ta mua được gì? Hỏi rất nhiều vấn đề. Gợi ý. Loại giấy tờ. Chính gợi ý còn lại chúng ta phải mua. Thấp nhất 100 ngàn, cao nhất là 6 triệu. Em chọn 100 nghìn. Hoa Trần chọn 100 ngàn rất là đơn giản. Ai cũng thích chọn thế. Em chọn số 1. Số 1, mở. Thấp thôi, thấp thôi. Thấp thôi. Mệnh giá là bao nhiêu, mở luôn. Wow. Hay lắm. Nó hơi giống số 1 một tí. Hơi giống đúng không? Vâng. 400 ngàn đồng mua được gì? Mở. Chữ ký. Chữ giấy tờ nào có chữ ký. Giấy tờ nào cũng có chữ ký. Chứng minh nhân dân có chữ ký. Khai sinh có chữ ký. Kết hôn. Kết hôn có chữ ký. Mua nhà. Mua nhà, sổ hồng, sổ đỏ có chữ ký. Vâng. Nói chung là nhiều chữ ký lắm, mua tiếp đi. Vâng, 9 ạ. Ừ. Số 9, em mua số 9. Mở số 9. Nào, chữ ký gì? Ký lãnh lương. Mệnh giá số 9 là... Đừng toa nhá, đừng toa nhá. 3 triệu rưỡi. Ôi trời ơi. Bắt đầu cao rồi đó. Xem, ký. Đóng dấu. Trời ơi, đã có chữ ký là phải đóng dấu. Thí dụ như công chứng chẳng hạn. Em nghi công chứng lắm. Em có mua bán nhà không? Em có. À. Em có đăng ký kết hôn chưa? Quá. Rồi, vậy thì hai cái đó cũng có thể đóng dấu đúng không? Vâng. Phải có đóng dấu của cơ quan nhà nước hay là đóng dấu của một công ty, hợp đồng chẳng hạn. Vâng. Hợp đồng hôn nhân. Mua tiếp đi. Em mua số 4. Mở số 4. Nó rộng quá. Đây là những gợi ý nó rất là rộng. Để làm gì? Đúng rồi. Đó. Quan trọng là mục đích để làm gì thôi. Mệnh giá số 4 là 10. Trời ơi. Chữ ký này chắc là mua bán nhà đất nên nó giá nó cao quá. 4 triệu. Mua được gì? Mở. Thông tin công ty. Giấy phép kinh doanh. Giấy phép kinh doanh. Phá sản. Hả? Phá sản trời trời. Gì mới thành lập công ty phá sản rồi. Em nghĩ mua thêm đi. Số trời mấy? Rồi, số 3. Mở số 3. Ôi giời. Hãy suy nghĩ tích cực, đừng suy nghĩ tiêu cực nghe em gái. Dạ. Mệnh giá số 3 là gì? Tám trăm ngàn đồng. Cũng được. Đơn rồi. Giản. Hay cô. 800 mua được gì? Mở. Hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn. Hóa đơn. Đại khái thế. À, đúng rồi. Hóa đơn thì cũng phải có chữ ký. Đúng. Nhưng rồi. Tùy từng, không phải hóa đơn nào. À không, hóa đơn đỏ thì chắc chắn sẽ có con dấu. Hóa đơn đỏ là chắc chắn phải có con dấu. Thì nói chung hóa đơn là phải xuất kho, nhập kho. Rồi nói chung hóa đơn là một cái loại hình giao dịch của một công ty. Trong hóa đơn khi mình ăn uống cũng có hóa đơn. Mình mua hàng cũng có hóa đơn. Em nghĩ hóa đơn. Nhưng mà không phải loại hóa đơn nào cũng cần phải có đóng dấu. Hóa đơn. Hóa đơn bán lẻ thì không cần phải. Đúng rồi, hóa đơn nói chung nhưng là hóa dịch vụ thì em nghĩ là nó là hóa đơn rồi, nó là hóa đơn rồi. Nếu chốt đúng mình có toàn bộ số tiền này, nếu chốt sai chúng ta mất 11 triệu 300 ngàn đồng và phải tham gia lại vòng 3. Chốt. Không cần phải. Đó, tùy bạn. Quyết định đi nào. Em quyết định hóa đơn. Hóa đơn.
Phải không? Rồi. 5 4 3 2 1 chốt. Hóa đơn đúng hay sai? Đúng giờ rồi. Hát bài đi, mở đáp án cho xem. Em sẽ hát một đoạn bài hát mà em chuẩn bị ra MV. Bài hát này được chính Hoa Trần viết lời, đặt lời thông qua một giấc mơ. Em sẽ hát bài Lỡ. Nhân gian xưa luôn tin có duyên sẽ nên tình, ngày người đến mang trao yêu thương hòa theo những tiếng ca. Cứ thế nắm tay dưới mây trời, cứ thế không xa rời. Hương yêu thanh xuân nồng nàn trao, ai kia luôn tin vào duyên xô dơ tan vỡ. Màn đêm giá rét, người thương lỡ dứt tay sao, tan vào đêm vắng, mong ai sẽ đôi mà lan dần vào nỗi nhớ. Cảm ơn những giai điệu âm nhạc rất là lãng mạn, trữ tình. Bây giờ chúng ta có động lực để mở đáp án rồi, không biết đúng hay sai. Dạ. Mở đáp án. Hoa Trần đã chốt hóa đơn. Mở. Hóa đơn. Hóa đơn. Thấy chưa? Hóa đơn, chính xác. Xem như gợi ý còn lại. Series, thuế, bên bán, đơn giá, kế toán. Đây là những thông tin rất là quen thuộc với một cái tờ hóa đơn nào đó. Khi chúng ta mua bán hàng hay là trao đổi hàng hóa, kiểm tra số tiền lại sau 3 vòng chơi. Kết thúc 2 vòng chơi đầu tiên, Hoa Trần có số tiền là 17.400.000 đồng. Cộng với vòng 3, Hoa Trần có số tiền là 28.700.000 đồng. Chúc mừng nha. Vâng. Chúng ta sẽ tiếp tục vòng 4 vì bạn xứng đáng. Vòng 4 mệnh giá là 25.000.000 đồng. Câu hỏi như sau. Ai gợi ý nhạc sĩ? Đấy, đúng luôn lĩnh vực của bạn. Chúng ta có 9 gợi ý còn lại phải mua. Thấp nhất là 100.000 đồng, cao nhất là 7.500.000. Bắt đầu, những con số tương ứng nổi lên từ 1 đến 9, chọn đi. Em chọn số 4. Mở số 4. Mệnh giá số 4 là 250.000 đồng. Xem gợi ý. Nhạc nhẹ. Bạn nghĩ đến ai? Nhạc nhẹ. Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh. Vâng, Dương Cầm. Dương Cầm. Ai nữa? Lưu Hà An. À. Hùi tiếp đi, nhiều quá đúng không? Vâng. Một gợi ý nữa. Số mấy? Số 1 ạ. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là... Cứ nghĩ trong đầu xem là ai, mình tưởng tượng xem ai. 2.500.000 đồng. Chỉ cần chúng tôi biết một đặc điểm thôi, chúng tôi sẽ nhận dạng ngay. Nhạc sĩ mà là giáo viên. Có những nhạc sĩ là giáo viên. Giáo viên có thể là dạy trường, các trường trung học cơ sở, tiểu học, đại học. Có những giáo viên là dạy về âm nhạc chẳng hạn. Dạy nhạc cũng vẫn là giáo viên. Có nghĩ ai chưa? Cắn hồi không còn cái móng tay nào luôn đó. Số 6, mở. Số 6 mệnh giá là bao nhiêu? 100 thôi. 100 thôi hả? Ồ. 5.000.000. Đắt thế. Xem gửi. Rất là căng thẳng. Ở Hà Nội. Đó, chúng ta khoanh vùng được rồi. Hà Nội. Một nhạc sĩ mà là giáo viên. Bạn nghĩ ra ai nữa không? Ngoài những cái tên bạn vừa nói, ai là giáo viên? Thử xem.
Bởi vì nhiều khi các nhạc sĩ cũng cộng tác để làm giáo viên của các trường rất là nhiều. Cũng có thể là lúc đấy người ta làm giáo viên, nhưng bây giờ thôi không làm giáo viên nữa thì cái đấy nó cũng khó quá. Khó quá. Nhưng mà bây giờ thì nó phải thế nào? Số 3. Mở. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? Nhạc sĩ là giáo viên. 1 triệu. Được. Đừng bày. Xem gửi. Bộ tứ song hồng. Đó, ai? Bộ tứ song hồng là gồm có ai? Bộ tứ song hồng nhỉ? Ừ, tức là 4 nhạc sĩ mà ta được mệnh danh là bộ tứ song hồng. Ai? Bộ tứ song hồng. Ừ. Nhạc nhẹ. Xem chưa nghe tới cái biệt danh này nhỉ? Nghe nhiều đó chứ. Em không nghe luôn á. Không nghe luôn à? Vâng. Không nghe vậy mua tiếp đi. Không nghe sao biết được. Số mấy? Số 2 ạ. Mở số 2. Đây là 4 nhạc sĩ. Có lẽ là những bậc cha chú lớn tuổi rồi. Vâng. Mệnh giá số 2 là bao nhiêu? $3.750.000. Tôi cũng còn không vào 7.500.000. Sợ 7.500.000 đúng không? Mình sợ lắm. Xem gửi. Hồng Nhung. Hồng Nhung thường hay hát nhạc của ai? Có Quang rồi Vinh. Đó. Hả? Của ai? Quang Hồng Nhung à? Cả ca sĩ hay hát nhạc. Nãy em vừa nói nhạc sĩ nào? Quang Vinh. Không Phú phải. Quang. Có Phú thể Quang. Là Phú Quang. Còn một nhạc sĩ nữa. Dương Thụ. Dương Thụ. Em nghĩ là chú Dương Thụ. Chú Dương Thụ. Dương Thụ. Vâng. Quyết chưa? Quyết ạ. Quyết thì chốt. Vâng. Nào. Đáp án là gì? Dương Thụ. 5 4 3 2. Có suy nghĩ không? Có thay đổi gì không? 1. Chốt. Có suy nghĩ à? Hay là chốt em, không? Em phải suy nghĩ tiếp nhá. Hả? Em phải suy nghĩ tiếp nhá. Gì? Thế như nào? Ai biết em? Ấy gư. Như khóa che nhờ. Nhưng mà Dương Thụ được ấy. Thôi em nghĩ là Dương Thụ. Dương Thụ thì chốt. Vâng em chốt. 5, 4, 3, 2, 1. Chốt. Chúng ta xem đáp án. Vâng. Dương Thụ. Xem mình nghĩ còn lại. Mặt trời dịu em. Biết bài Mặt trời dịu em không? Đánh thức tầm xuân này. Dạ. Ái nhạc cà phê thứ bảy. Bộ tứ sông Hồng em xem nha. Để em nhớ ca sĩ hay những người làm âm nhạc nhớ bộ tứ sông Hồng nha. Bộ tứ sông Hồng là Dương Thụ, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương. Biết chưa? Sao vừa nãy em nghĩ đến chú Trần Tiến? Nhưng mà tại là sao mà em lại không bảo là chú Trần Tiến nhỉ? Em quên. Nhưng mà Dương Thụ lại gắn liền với Hồng Nhung nhiều hơn. Đúng rồi, là tìm Hồng Nhung. Đúng rồi. Đó. Tại ơi, em cuống quá mà. Cuống gì mà cuống? Cuống ngại lắm. Trời. Thôi được rồi. Đánh thức tầm xuân biết hát bài này không? Mặt trời dù im biết hát không? Mặt trời. Mặt trời dù anh hát. Giọt sương trên mi mắt là mặt trời. Mặt trời dịu em. Đấy. Hay quá. Thôi. Sống. Mình xem số tiền ha. Kết thúc 3 vòng chơi, em có 28.700.000 đồng. Cộng với vòng 4, Hoa Trần có số tiền là 41.200.000 đồng. Đấy, số tiền càng cao rồi. Cho chúng tôi kết nối với hiện trường.
Chúng ta đã kết thúc vòng 4 tại đây. Cùng với số tiền mà chị Hoa Trần giành được, chúng ta vẫn còn một số tiền tương tự như vậy nữa đang chờ đợi chúng ta ở vòng thi cuối cùng. Đó là 30 triệu nữa ở vòng thi thứ 5. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể gỡ gạc lại được tình thế và có thể giành được một số tiền cuối cùng đầy bất ngờ, đúng không ạ? Không ai có thể đoán trước được kết quả của Vì Bạn Xứng Đáng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đợi vòng thi cuối cùng của chị Hoa Trần nhé. Cảm ơn, mình sẽ gặp lại cuối chương trình để xem tổng số tiền là bao nhiêu nhé mọi người. Bây giờ thì mời Hoa Trần cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục vòng cuối cùng của Vì Bạn Xứng Đáng. Vòng 5 mệnh giá là 30 triệu đồng. Câu hỏi như sau: ở đâu? Gợi ý: rừng mưa nhiệt đới. Chúng ta có 9 gợi ý. Thấp nhất 150.000 đồng, cao nhất là 9 triệu. Chọn đi Hoa Trần, số mấy? Em chọn số 6. Mở số 6. Mệnh giá số 6 là 150.000 đồng. Gợi ý: nguyên sơ. Sao rồi? Mưa nhiệt đới, nguyên sơ. Nguyên sơ. Thì nguyên sơ. Y nguyên. Vâng, số 2 ạ. Số 2 mở. Nguyên sơ. Gợi ý coi như không có gợi ý. Mệnh giá số 2 là càng thấp càng tốt. Sáu trăm ngàn đồng. Xem gợi ý: vịnh Bắc Bộ, nguyên sơ vịnh Bắc Bộ, rừng mưa nhiệt đới. Bạn có nghĩ ra điều gì chưa? Rừng ở vịnh Bắc Bộ thì em thấy rừng mưa nhiệt đới nguyên sơ thì có rừng quốc gia Ba Vì, rừng quốc gia Quốc Phương. Em nghĩ đến hai khu rừng đấy. Một số nữa. Số 1 ạ. Mở số 1. Mệnh giá số 1 là 5.250.000 đồng. Wow. Mua được gì? Mở. Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Em còn nghĩ đến ở Cát Bà nữa. Cát Bà nữa. Quốc gia Cát Bà. Ừ. Chốt không? Hả? Chốt đi. Em chốt số 3. Chốt số 3 hả? Mở. Mệnh giá số 3 là bao nhiêu? 4.5 triệu. Mở gợi ý: 367 đảo. Nếu mà đảo thì chắc chắn là không phải là Quốc Phương. Và cũng không phải là Ba Vì rồi, là Cát Bà đấy ạ. À còn đúng rồi, Vịnh Hạ Long. Đúng rồi, còn có cả Vịnh Hạ Long nữa. Thế bây giờ vừa có đảo và vừa có ủ vịnh, Vịnh Bắc Bộ. Nhưng mà các bạn có vịnh mà. Vì số tiền mình nhỉ? Thôi cho em chốt số 5 đi. Vịnh Hạ Long, Cát Bà, chốt đi. Chốt đi. Chốt. Vịnh Hạ Long với Cát Bà. Chốt đi. Vịnh các bạn, cho em số 5 ạ. Số 5 à. Mở số 5. Mệnh giá là hết này chốt nha. Vâng. Trời ơi là trời. Ây da. 6 triệu. Chốt đi, không chịu chốt. Đại đi thiệt á, kệ nó tới đâu ra tới đó. 6 triệu mua được gì? Mở. Ê giời ơi. Bãi tắm Cát Cò. Thế là Vịnh Hạ Long đấy. Vịnh Hạ Long. Cát Cò mà. Cát Cò. À không, Cát Bà. Chữa Cát Cò. Đang ta Cát Cò mà còn đi qua tới Vịnh Hạ Long. Dạ. Yeah. Cát Cò ở đâu bên Vịnh Hạ Long? Chị Hai. Gì? Cát Bà. Phải không? Thiệt là. Cát Bà. 5, 4, 3, 2, 1. Chốt.
Các bà, chúng ta xem đáp án. Đúng đi, đúng đi. Đúng đi. Quần đảo các bà. Bên Hà Long, em đâu rồi bên Hà Long? Hà Long đâu cắt bờ cắt cỏ đó. Bởi vì em tiếc tiền quá nên em bị cuống ý. Quần đảo các bà, chúng ta xem người ấy còn lại. Ôi ôi ôi. Hải Phòng, Hòn Ngọc, Đảo Khỉ, Lễ Hội Đền Bà. Đây là những gợi ý nó liên quan đến quần đảo các bà. Chúng ta xem số tiền là bao nhiêu. Kết thúc vòng 4, em có 41.200.000 đồng. Và cộng với vòng 5, Hoa Trần có số tiền là 54.700.000 đồng. Nghe là anh chốt từ nãy đại cho rồi là hơn rồi. Bây giờ cho chúng tôi kết nối với hiện trường. Quả thật là một kết quả quá bất ngờ đúng không ạ? Một số tiền rất là cao. Và bây giờ thì chắc chắn là anh Tân sẽ cực kỳ hạnh phúc khi nhận được món quà này. Xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đi trao quà. Vâng ạ. Vâng, chào anh Tân ạ. Vâng, chào cả nhà. Chào anh chị. Vâng, em xin tự giới thiệu là em đến từ chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Em tên là Thanh Vân ạ. Hôm nay thì Hội Chữ Thập Đỏ sẽ giới thiệu cho bọn em biết đến hoàn cảnh của gia đình anh. Và bọn em rất là mong muốn được trao tặng anh một món quà. Không biết là anh có sẵn sàng để nhận món quà và tấm lòng của bọn em không ạ? Dạ. Vâng. Thế hôm nay em xin phép là mời cả nhà mình cùng vào nhà để bật TV lên để cổ vũ cho người chơi được không ạ? Dạ. Vâng ạ, em mời mọi người ạ. Xin chào anh Tân. Chào tất cả mọi người. Chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh của anh rồi. Nhìn thấy những công việc của anh. Và ở đó chúng tôi cảm giác rằng đây là một công việc rất là nhân văn. Mặc dù hoàn cảnh như thế nhưng mà anh luôn luôn đem đến xã hội những cái mảnh đời khó khăn thêm nhiều cái niềm tin và động lực hơn nữa. Ngày hôm nay thì trong chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, Quyền Linh cùng Hoa Trần đã tham gia trả lời những câu hỏi. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực để có một số tiền. Tôi nghĩ rằng đây là những cái niềm động viên rất lớn, là cái niềm tin rất lớn để giúp cho anh có thể vượt qua những chặng đường khó khăn sắp tới nữa. Chúng ta sẽ cảm nhận từ người chơi chính trong ngày hôm nay, đó chính là Hoa Trần. Xin mời. Anh Tân ơi, được biết tới trường hợp của anh, em thực sự cảm thấy rất là cảm động và nể phục anh. Và em cũng nghĩ rằng là đã có tấm lòng, đã có muốn từ thiện thì không cứ ta cứ phải là người giàu và không cứ ta cứ phải nhiều tiền. Cái chủ yếu bằng tấm lòng, trao đi tình yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương. Và em nghĩ rằng những người mà được anh giúp đỡ, họ sẽ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Và em chúc anh lúc nào cũng khỏe mạnh và chúc cho nghị lực của những người xung quanh sẽ lớn hơn để anh cũng được vui vẻ theo nhé. Ngày hôm nay số tiền mà Hoa Trần mang lại với chương trình là 54.700.000. Vì Hoa Trần hơi chắc trong vòng số 5 nên đáng nhẽ chỉ dừng lại ở khu dự trữ sinh quyền thôi. Nhưng em nghĩ rằng là nhỡ đâu chẳng may mà cô sai thì cũng sẽ bị mất nhiều tiền để dành cho trường hợp của anh. Vậy nên Hoa Trần bù để cho đủ 60 triệu. Em nghĩ rằng là số tiền tuy nhỏ thôi nhưng mà cũng sẽ hỗ trợ cho anh và mọi người được một khoản nào đó dễ chịu hơn trong cuộc sống. Cảm ơn Hoa Trần rất nhiều. Như vậy là số tiền làm tròn là 60 triệu. Cảm ơn bạn. Ca sĩ Hoa Trần đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người đúng không ạ? Những phần thi rất là thú vị đã trải qua và lại còn bỏ thêm ra một số tiền để cho Vân có thể mang đến đây và trao tặng cho gia đình anh Tân số tiền tổng cộng là 60 triệu đồng ạ. Tân ơi, anh có bất ngờ không ạ? Quả thật là cũng rất bất ngờ. Dạ. Đã bao giờ gia đình mình có một cái món quà như này chưa ạ? Thực tế mà nói thì đối với cuộc sống của tôi thì cũng chưa bao giờ có một cái món quà lớn như thế này. Dạ. Nhưng mà anh rất là xứng đáng. Vì anh xứng đáng nên ngày hôm nay số tiền anh nhận được rất là cao đúng không ạ? Và chắc chắn là sẽ còn cao nữa. Bởi vì em tin chắc là nhiều người khi mà được tiếp xúc với anh Tân, được làm việc với anh Tân và hiểu về hoàn cảnh của anh thì chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ khi xem chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vẫn biết đến một cán bộ Hội Chữ Thập Đỏ đầy mẫn cán trong công việc. Thanh Vân tin chắc một điều, trái tim của anh, lòng tốt của anh sẽ chạm đến trái tim của rất rất nhiều người. Và anh sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa tình yêu thương và sự giúp đỡ của mọi người. Và một lần nữa thì em xin được thay mặt cho những người làm chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình ạ. Thì trước hết là tôi xin thay mặt gia đình xin
cảm ơn cái chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, và đặc biệt là ca sĩ Hoa Trần đã thông cảm và chia sẻ với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn những cái tấm lòng giúp đỡ chúng tôi với cái số tiền tương đối lớn này, thì cũng để góp phần cho tôi một phần giúp đỡ tiền để chữa bệnh cho con, thứ hai là dành dụm để có thể lo mọi cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn tất cả các anh chị em trong đoàn của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Dạ, xin gửi tặng anh luôn nha. Cảm ơn hội em, mời anh có đôi lời chia sẻ luôn. Có thể nói rằng chương trình Vì Bạn Xứng Đáng hôm nay tổ chức trao một cái món quà cho anh Tân, thì chúng tôi đánh giá và ghi nhận rất cao sự đồng hành của chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Và chúng tôi mong muốn rằng là qua chương trình thì tiếp tục có những cái hỗ trợ thêm cho những người, những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt đối với những đồng chí mà cán bộ mà có thể nói rằng là hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng mà đã vượt qua cái khó khăn đó để thực hiện tốt công tác an sinh. Một lần nữa xin cảm ơn cái chương trình đã đến với anh gia đình. Cảm ơn anh ạ. Trước tiên chị cũng xin cảm ơn chương trình Vì Bạn Xứng Đáng và cảm ơn các anh chị em ở đây. Vâng. Nói thật với em, cũng cháu thì cũng bị tai nạn quá nặng. Thì cháu bị 10 năm rồi. Vâng. Thì cũng quá quá trình 10 năm thì cũng vất vả, quá là vất vả. Mà anh thì đi làm công việc xã hội. Thì còn ở nhà thì có mẹ và có ba, thì cũng hơi mệt và cũng thương anh, nhưng mà chị cũng cố gắng trong cuộc sống để giúp đỡ anh để anh hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, sau tất cả khó khăn thì anh Tân đã có một cháu trai rất là đáng yêu và kháu khỉnh, sẽ tiếp bước gia đình. Có thể nói đây là mầm yêu, mầm hy vọng của cả nhà, đúng không ạ? Và chúng ta hãy đừng bao giờ ngừng hy vọng, đừng bao giờ ngừng những việc tốt, những việc tử tế. Bởi vì Thanh Vân vẫn có một linh cảm rất tuyệt vời ở tương lai. Đó là tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận lại vào một ngày mai. Vì thế nên đừng ngại ngần cho đi sự tốt đẹp của mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng hôm nay. Người chơi là Hoa Trần. Bà ấy đã nỗ lực hết sức mình, số tiền 60 triệu là số tiền cũng rất là đẹp. Hy vọng rằng nó sẽ giúp anh Tân có thêm nhiều cái niềm vui nữa, để anh có thể hỗ trợ nhiều cái hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn. Đó là những cái truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và hy vọng rằng những truyền thống đó sẽ được lan tỏa cùng với chương trình Vì Bạn Xứng Đáng, quý vị nhé. Cảm ơn Hoa Trần, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và hành phúc, thành công hơn nữa trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Vì Bạn Xứng Đáng. Còn bây giờ, Quỳ Linh và Hoa Trần xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nó là vòng thứ tư rồi và chưa vòng nào không gỡ, chứ mấy ô cuối đó trơn á, bốn vòng. Dung, sao mà em cua đến tận cùng như vậy Dung? Anh không nghĩ nó lại ra như thế. Thiệt sự là đau lòng đó mà. Thiệt sự là em tốn sang trong cái tim em luôn rồi nè. Anh biết không, nhìn cái bảng điểm đây, xong có nhìn cái bạn ngân kế bên, cứ nhìn qua nhìn lại, cảm thấy có lỗi dễ sợ luôn á. Gạt mái ra chơi kỳ luôn.